Acrocanthosaurus. Acrocanthosaurus trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là thằn lằn gai cao, một loài khủng long theropod rất lớn thuộc họ Carcharodontosauridae, đến từ Bắc Mỹ, sống trong kỷ phấn trắng sớm khoảng 112 triệu năm trước. Tên chính thức là Acrocanthosaurus atoquensis. Dựa vào một số mẫu vật đã được phát hiện cho thấy rằng Acrocanthosaurus là một kẻ săn mồi rất thành công. Nó có một chiếc đầu to, nhiều răng sắc nhọn, cánh tay khỏe, chân sau mạnh mẽ và chiếc đuôi dài thon giúp giữ thăng bằng cho cơ thể khi chạy. Acrocanthosaurus là một trong những loài khủng long ăn thịt lớn nhất với kích thước có thể dài đến 11,5 m, cao 3 m và nặng khoảng 5,8 tấn. Độ tin cậy về kích thước ước tính ở mức 3,5 trên 4. Một nghiên cứu vào năm 2021 ước tính lực cắn của nó vào khoảng 17.000 N. Acrocanthosaurus đã sống cùng với loài chim ăn thịt nhỏ Deinonychus, một số loài ankylosaurs nhỏ và những con sauropod lớn.